Xin chào cả nhà, hôm nay Thương Thương đi hái dâu tây nha. Ồ, cái chanh dây của mình đó các bạn, nó đang lớn rồi đó. Nó thêm được mấy trái này nữa nè. Các bạn thấy không ta? Đó, thấy không? Bây giờ mình đi hái dâu tây nhé. Đi coi nè. Ôi, vậy dâu tây nó chín rồi đây. Các bạn thấy không ta? Hơi chói rồi nha. Đây. Ôi cha ơi, chỉ dâu tây nó chín bẻ quá, lâm 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 lâm, ngon quá. Để hái tiếp nha. Để hái thêm dâu tây nữa nè. Mà thôi hái dâu tây sau đi. Để hái cái việt ba quắc nè. Cái việt quắc này quấy thì trái chín nè. Đó cái chín luôn nè. Đó. Thấy chưa? Quá trời trái nè. Chín nhiều lắm nè. Dạ, đã. Thấy chưa? Ồ, rớt rồi. Tí giờ phải vô rửa mới được. Đây nữa nè. Hai cây này trái quá trời luôn nè. Thấy ta, nắng chói quá. Con mình nó canh me nó hái trơn à, hơi chín chín là nó hái, đâu đợi cho chín nhiều đâu, canh nó hái trơn trọi à. Đây nữa nè. Thôi đâu hết rồi, đâu rồi, đâu rồi, tụi bay trốn nó hết rồi. Đây nè. Rớt cái đát rồi. Nghe nè. Quá chừng nè. Ồ, rớt nữa rồi. Đây. Đừng bóng rồi nữa nè. Quá wow, trời trời chín luôn đó các bạn, tha hồ mà hái. Nó chín bữa giờ rồi mà con mình nó hở, nó cứ canh me nó chín tí xíu, nó hái chín tí xíu, hái đâu đợi cho chín nhiều đâu. Nói nó đợi xíu, đợi cho nó chín đi, nó có chịu đâu, nó không nghe. Trời ơi ngon quá. Để bây giờ mình lên mình hái trái mâm xôi nữa nha, cũng nhiều lắm á. Ý, có thêm cái dâu nữa nè. Cưng quá đi. Rồi qua đây mâm xôi nha, mâm xôi ơi, mâm xôi qua đây. Mâm xôi nè, coi. Ồ, thấy mâm xôi không? Đây nè, đó, chín nè, đó. Đây nữa nè. Tiên 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 tiên. Đây nữa nha. Ồ, trái nó dữ lẹo nè. Mâm xôi nó chín nhiều quá, đã quá. Ăn cho sướng luôn nè. Đây nữa nè. Đây nữa nè. Dạ các bạn, sướng không? Đây nè. Còn nó chừa cho con mình đã hái. Mình hái hết cái nó kêu má mì ơi sao mày hái của con nữa. Nó thích tự hái lắm, nó giống mình vậy đó. Coi còn không nè. Đây nữa nè.
còn cái nữa kìa. Xin chào. Được nhiêu đây nè. Sướng không? Tí cho ta hồ ăn á. Thầy cho thêm chén muối ớt ăn tuyệt vời nè. Cảm ơn các bạn đã xem nha.